Hai, Dì xin chào mừng đại gia đình mình đến với kênh đặc sản quê tôi nha. Từ hồi trước đến giờ á, là Diệu quay á, Diệu ít có khi mà xuất hiện trên video clip của mình lắm. Bởi vì á, là Diệu thường xuyên là Diệu chia sẻ những cái món ăn, những cái cách nấu ăn cũng như là cách cắm hoa này kia. Cho nên là Diệu ít có xuất hiện trên video lắm. Chỉ có mới quay ở bên ngoài và xuất hiện trên video rõ ràng hơn từ khi quay chung với em Lâm Chí Nghĩa. Thì khi mà quay như vậy á, mình thấy là cả nhà có thể dễ nhìn thấy rõ mình hơn và để dễ hiểu mình hơn, cũng như là yêu thương mình nhiều hơn, cảm thấy rất là vui luôn cả nhà. Và có lẽ là từ đây Diệu sẽ quay nhiều hơn. À, cũng như là ví dụ như đi ra bên ngoài hay là đi đâu đó hay làm cái gì hay là xung quanh cuộc sống hàng ngày của mình, nói chung là quay về mình đi cho nó dễ cả nhà ha. Đi đâu cái gì hay thì Diệu sẽ quay và review lại cho cả nhà mình xem, cho vui. Còn hôm nay thì hiện tại thì sáng hôm nay thì Diệu có một cái cuộc hẹn, hò tại Sài Gòn. Và cuộc hẹn hò này là với một chàng trai, và hiện tại thì Diệu đang ở nhà. Diệu đang ở đây quen quá hả cả nhà. Hiện tại thì Diệu vẫn còn đang ở nhà và bây giờ thì Diệu chuẩn bị đi. Diệu sẽ mời tất cả mọi người để xem chàng trai mà hôm nay mình hẹn hò là ai nha. Bây giờ thì mời cả nhà cùng đi. Hello cả nhà. Và bây giờ thì mình đã đến nơi rồi cả nhà ơi. Bây giờ mời cả nhà vô trong xem chàng trai mà mình hẹn hò là ai nha. Và cả nhà ơi, bật mí với cả nhà là quán cà phê này rất là đẹp. Tí xíu nữa mình quay cho cả nhà xem nha. Ok, bây giờ mình vô nha. Bây giờ mình đi ngược nha cả nhà. Chưa 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 để cho cả nhà bất ngờ xíu coi. Và bây giờ chàng trai mà mình hẹn hò hôm nay đó chính là Trần Chào Huy các Vlog. Quen quá hả cả nhà, lâu lâu á là lâu lâu làm cho cả nhà tò mò xíu thôi nha cả nhà. Hôm nay mình có hẹn với hai bà chị mình đi uống cà phê thì hôm nay là mình đã tới rồi, còn đây Và là Phương hot Mai. girl Hot Phương girl Phương Mai. Mai. Đó, bây giờ mình hẹn với hai bà chị mình đã đến rồi. Bây giờ thôi Mai kêu nước đi. À, gọi 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 nước đi. Ông Hoàng kéo ghế ngồi cái coi. Rồi, ngồi ghế ngồi. Rồi, em mời chị. Nói chung là hồi nãy mình có nói với cả nhà là từ đây sắp tới mình sẽ quay về quay về những mình đi đâu, mình quay cái gì hay hay đẹp thì mình quay cho cả nhà xem ha. Thì giới thiệu luôn với cả nhà nha, đây là em họ của mình là Trần Huy Vlog. Để xa ra được nè. Em Trần Huy Vlog là em họ của mình và đây là em gái của mình. Đẹp gái không? Em gái nha cả nhà, đẹp gái. Đẹp gái giống y chang chị nó luôn. Còn em họ xấu lắm nha các bạn. Nói Một chung bên mình á mà ngồi chính giữa hai người đẹp hai bên là cảm giác nó khó chịu quá các bạn ơi. Khó chịu. Khó chịu quá. Lẻ loi quá. Lẻ loi quá. Hai người đẹp quá còn mình nói chung ra xấu quá nên là ngồi hai bên người đẹp cũng hồi hộp cực kỳ luôn, tuy rằng là chị em chứ hồi hộp đó, bị dìm hàng quá. Nói chung là ba chị em mình á thì thỉnh thoảng lâu lâu gặp nhau, nếu như khi nào mà có đi quay chung thì sẽ có những cái video nó sẽ gần giống, vì nó chung cảnh nhưng mà chủ đề mỗi đứa sẽ quay khác nhau. Còn khi nào mà tụi mình không có đi chung thì tất nhiên là quay không có giống,
Cho nên là không phải lúc nào là ba kênh mình nội dung cũng giống nhau nghe cả nhà. Nếu mà cả nhà yêu thương thì hãy theo dõi, nhấn đăng ký kênh và theo dõi để xem những clip của ba chị em mình nha. Kênh Đặc Sản Quê Tôi, kênh Trần Huy Vlog và kênh Subin Đẹp Trai TV. Đẹp Trai TV nữa chứ. Rồi ok. Rồi chào cả nhà nha. Bây giờ ba chị em mình sẽ tới đây, cũng mới tới thôi mà bây giờ chưa kêu nước. Bây giờ mình kêu nước, mời tất cả các bạn uống nước chung với ba chị em mình nha. Đợi đó cả nhà, chị giờ chưa tới. Chị chưa đợi. Tới là hai em dám kêu. Không dám kêu, đợi chị tới rồi mới kêu. Tại vì sợ kêu ra không xui ăn hầu nó uống trước chứ hô giờ á ganh tị hô tại sao tụi em tới trước không đợi chị. Nên về, phải đợi, đúng rồi, bỏ về không ai trả tiền nữa. Bây giờ phải đợi bà chị mình tới. Rồi bây giờ mình kêu nước cho uống nha mấy bạn. Mấy bạn uống cà phê chúng với mình nha. Ê, ngồi đây nắng quá à. Đi vô phòng lạnh ngồi. Rồi. Đi vô trong ngồi đi. Cả nhà đợi chút xíu nữa là tụi mình ăn sáng xong, no cái bụng rồi, xong rồi mình sẽ đi quay vòng vòng cho cả nhà xem quán cà phê ở đây rất là đẹp luôn. Và giới thiệu địa chỉ luôn để ai ở thành phố Hồ Chí Minh thì đến đây xem, đến đây uống cà phê nha. Cà phê là, rất là đẹp, view rất luôn. View rất là đẹp và có chỗ để đầy đủ hết, ăn uống, hồ bơi, khách sạn, các thứ và đặc biệt là view rất là đẹp, thích hợp cho những cái chị mà những cái bạn mà thích chụp hình sống ảo như mình vậy nè. Rồi ly sơ cho cả nhà xem một xíu. Không, ở đây đứng này chưa đẹp đâu, nhiều cái chỗ đẹp lắm. Bây giờ chị có quay không? Hay là khỏi chị tự quay nha. Không. Bây giờ thì mình sẽ đi vào trong. Đi vào trong đi ngồi cho nó mát đi. Rồi, để cho Mai nó làm việc nó xíu đi. Nãy đi có cảm giác nó cũng bộn hết đi. Im lặng im lặng. Mình đi, mình chọn cái giờ vắng đó cả nhà. Quán bình thường thì rất là đông. Mình chọn cái giờ vắng để mình dễ quay đó cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ vào khu vực bên trong cho mát nè. Để chỗ cái cây xanh đó chú. Khi nào rảnh thì chú để xuống đất. Đi trong ngồi cũng được hả? Trong này chưa mở quầy. Ở đâu mà ngồi trong hay ngồi ngoài nắng quá à? Dưới đâu mát mà. Ở dưới hả? Ok. Chị Hai này có đây không anh? À, có bên nhà. Bên nhà nào? Nhà đây hay là nhà trong? Bên nhà bên đây nè. À, dạ. Trời ơi. À, quên nữa. Chủ á. À, dạ, anh chào anh. Chồng của chị Hai. À. Khoan. Cho em lấy gương mặt anh chút xíu đi. Thế. Hello cả nhà, giới thiệu với cả nhà, đây là anh Linh, là một thành viên, một trong những thành viên của chủ quán ở đây. Chào mọi người. Dạ, rồi cảm ơn anh Linh. Thôi ăn uống no say rồi, bây giờ mình đi selfie đi, dẫn cả nhà mình đi vòng vòng tham quan món cà phê. Ok. Thôi chắc tính tiền luôn đi, hồi khỏi quay vô đây nữa. Rồi. Em ơi. Chị lớn tính tiền. À, cho chị tính tiền. Vài con số, cho chị vài con số rồi chị đi. Anh tính tiền chị. Giúp chị mấy con số đi. Thôi giờ em bao hết á, cứ em chịu đi. Dư thiếu thì em bù. Thôi khỏi đi để chị. Thôi buồn. Cảm ơn lòng tốt của em.
ông đội nón, ông đeo kính, bữa khán giả nói ông kinh khủng lắm, trời ơi ai quýnh cũng tưởng ông chùm nào không. Bây giờ gặp ngay bà chị, chị bảy đùi xứ à, chị bảy thích gì đâu nha. Nhìn quán sang gì chứ rẻ nha cả nhà. Chào ăn sáng uống cà phê có đâu có nhiêu 3 triệu, ủa quên 300 no chưa sai hết mà chỉ có 300k thôi. Ăn sáng cà phê rồi mà ngồi phòng, chừng nào đuổi về phòng trà, đắp cửa về ngồi phòng trà có máy lạnh nữa mà giờ mai đã chịu lạnh hết nổi rồi. Chị Đại úi, chịu hết nổi chị Đại úi. Chị Đại tiếp mấy người đồng quá. Chị Đại chị đẹp mấy người. Chồng quán có 300 ngàn, chị Đại hả? Bồ dưỡng chút 1 triệu lắm. Mấy người làm quá chị à, khán giả nên tưởng đâu mấy người á hả. Let's go. Đi review đi. Cảm ơn gia đình bên kia nãy giờ giữ yên chịu giá rồi. Không phải giữ yên lặng nha mình quay. Mà đâu có gì đâu, bình thường thôi, tại bên đó lịch sự quá luôn. Hello cả nhà. Bây giờ thì tụi mình sẽ dẫn cả nhà mình đi vòng vòng một vòng quán cà phê để xem quán cà phê này có cái gì đẹp nha. Bây giờ trước tiên thì mình nhìn sơ thì mình có thể thấy là nó có một cái cảm giác gần giống như Đà Lạt hết cả nhà. Cái cách trang trí thì có vẻ giống như Đà Lạt vậy đó. Rồi mà cả nhà đi nha. Ở bên kia có cái vườn lan. Đây là bên trong phòng lạnh. Mình là cho cả nhà xem một tí xíu. Đây là cái view từ bên trong nhìn ra ngoài. Xa xa mình thấy là có một cái vườn lan. Đây thì mình ngồi tại cái vị trí này thì mình sẽ thấy là rất là thoáng và thoải mái luôn á cả nhà. Đó, đây là cái view từ bên trong mà mình nhìn ra ngoài nè. Bây giờ mình ra đi từ ra ngoài đi. Ra ngoài mình sẽ quay từ ngoài vô đi.
bên đây thì cũng có một cái khu vực để chụp hình sống ảo rất là lý tưởng luôn cả nhà. Rồi khu bên này thì có một cái hồ cá và những cái hòn đá rất là đẹp để chụp hình. Và bên đây thấy cái view trong này chưa? Cái view này mình chụp hình rất là đẹp luôn á cả nhà. Ok. Rồi bây giờ tiếp tục đi nha. Nguyên một con đường trái tim rất là đẹp. Ở đây thì buổi tối mà mình buổi tối á, quán mở đèn lên rất là đẹp luôn cả nhà. Rễ cây á, cái rễ cây mà người ta tiện ra rất là đẹp luôn á, lạ ha. Mình quay vô cái bộ ghế nhìn hay ghê á, tôi thiết kế hay ghê á, cái này là bằng cái rễ cây thiệt luôn á. Ok, tiếp tục. Ôi đây có cây xoài nữa nè. Trời mà lại có cái không gian nó yên tĩnh thì là sẽ ngồi khu bên này. Hoa cẩm tú cầu nè, đẹp ghê, đi như ở Đà Lạt vậy đó. Nguyên một con đường trái tim dài luôn cả nhà. Quay có thấy không? Có thấy cái vàng hoa tú cầu này không? Nó lùng nhưng mà hoa nở thấy kìa. Hoa
này thì có khu chơi của trẻ em rất là mát mẻ. Bên này nữa nè, bên này cũng rất là đẹp nè. Ở đây có cả thác nước nhân tạo luôn nha cả nhà. Mình là mê ly luôn. Ô, cái thác nước bên kia còn đẹp hơn nữa kìa. Lúc này thì chỗ này có nhiều nhạc lớn tiếng quá cho nên mình không có lấy tiếng được cả nhà ơi. Bây giờ mình nói lại cả nhà nghe nha. Khu vực này thì ngồi rất là mát mẻ luôn nè cả nhà. Và đây cũng là cái khu vực sân khấu đó cả nhà. Ngay ở phía bên xa xa bên kia đó, ngay cái tivi đó, thì đó là cái khu vực sân khấu rất là lớn, do là mình quay hơi xa đó cả nhà. Và nó có một cái thác nước rất là đẹp luôn. À, mình thông báo luôn với cả nhà là ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5 và 2 tháng 5 của năm 2021. Sắp tới đây là có nghệ danh hài Hoài Linh và ca sĩ Quang Lê và ca sĩ Phi Nhung sẽ diễn tại cái quán cà phê này. Nếu mà cả nhà thích, yêu thích thì hãy đến xem thử nha. Và địa chỉ của quán là 449 Hà Huy Giáp, quận 12 nha cả nhà, thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây thì rất là tiện nghi, có cà phê ăn sáng, nhà hàng, khách sạn, hồ bơi đầy đủ nha cả nhà. Và cái khu bên đó là khu nhà hàng đó cả nhà. Vào đây thì rất là thoải mái, có trẻ em cũng có chỗ cho trẻ em chơi luôn. Nói chung là mình cảm thấy ở nơi đây rất là ok. Nếu mà cả nhà mình thích thì đến xem thử xem là cái quán mà mình chọn nó có hài lòng không nha. Ok, thì video cũng đã dài rồi. Bây giờ thì tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nha. Bấm luôn cái chuông nha cả nhà. Bye bye.